Năm 2022, nhiều khởi sắc của tỉnh Hưng Yên được đánh dấu bằng mức tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, đứng thứ 5 toàn quốc, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Tăng trưởng của Hưng Yên cũng được đánh giá là có chất lượng khá tốt khi cả 3 lĩnh vực đều hướng đến yếu tố xã hội cùng sự phát triển bền vững gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đây là những động lực và định hướng cho sự phát triển những năm tiếp theo của tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng của Hưng Yên đạt 13,4%, gần gấp đôi so với kịch bản tăng 7% của năm 2022. Sau nhiều năm, Hưng Yên mới lại đạt mức tăng trưởng ở 2 con số, vươn lên thứ 5 toàn quốc, thứ nhất khu vực đồng bằng sông Hồng. Tăng trưởng của từng ngành cũng đều vượt kế hoạch đề ra. Hưng Yên vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng khá là tốt, mà đồng thời cũng liên tục cải thiện về chất lượng tăng trưởng. Tôi thích ở cái cách của Hưng Yên là khi phát triển hài hòa được giữa các ngành công nghiệp, dịch vụ và giữ và tiếp tục phát triển được cái mảng nông nghiệp. Nhìn vào thấy là tốc độ tăng trưởng của cả 3 lĩnh vực, công nghiệp tất nhiên thường là bao giờ nó có thể có tốc độ cao hơn, dịch vụ cũng vậy, còn mỗi 1% của nông nghiệp bao giờ cũng rất là nhọc nhằn. Năm 2022, GRDP bình quân đầu người của Hưng Yên đạt trên 102 triệu đồng, cao hơn 14 triệu đồng so với năm trước và cao hơn mức 95,6 triệu đồng của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%, thấp hơn nhiều so với mức trên 5% của cả nước. Những con số biết nói này cho thấy hiệu quả của việc đẩy mạnh lựa chọn phương án, mô hình tăng trưởng, chú trọng vào chất lượng và hướng đến sự bền vững của tỉnh Hưng Yên những năm qua. Tỉnh chủ trương thu hút đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh phát triển kinh tế, cũng chú trọng đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tôi cho là Hưng Yên đang biết cách để mà tạo cho mình những cái thế mạnh về cái sự ổn định trong phát triển, cái bình ổn trong phát triển lâu nay và tránh được kể cả những cái cơn bão lớn, ví dụ như là trận dịch vừa qua hoặc là những cái chấn động quá lớn thị trường thế giới, nó không tác động quá nhiều vào tỉnh mình. Đấy là cái quý, rồi biết tạo hạ tầng mới, những khu công nghiệp mới, rồi biết cái hướng để cải thiện môi trường kinh doanh, rồi những cố gắng liên tục cải thiện môi trường kinh doanh. Thì tôi nghĩ đấy tất cả là mình xây dựng những tố chất cần thiết cho mình để có thể thu hút những dự án tốt nhất trong tương lai. Trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 vừa được kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua thì có 9 chỉ tiêu về kinh tế và 11 chỉ tiêu về xã hội môi trường. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định xây dựng Hưng Yên phát triển trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường. Đây cũng là mục tiêu được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đặt ra nhằm xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.